Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp CD cho Lê Đội Riêng Thái Hạ Tháo Xe nguyên dinh cực đẹp dành cho anh em siêu tầm nha. Lưu ý ở đây bên mình bán hàng nguyên dinh cực đẹp dành cho anh em siêu tầm. Ai muốn đồ rẻ xin mời ra chỗ khác nha. Ai muốn đồ đẹp thì qua bên shop. Đây, trên tay của mình hiện giờ đang cầm hai cặp kiến dành cho xe cúp. Một cặp là dành cho xe đèn tròn, một cặp là dành cho đèn vuông. Cặp kiến đèn tròn này là dành cho xe 81-86 nha. 81-86 nha các bạn. 81-86 hình tròn màu đen đế nhựa. Đèn vuông thì có 82-83-84 custom DD xài hình vuông nha. Cúp nữ hoàng thì có cặp kiến chụp bánh ú, cái này nó to hơn nha. Rồi, hai cặp hàng đẹp tháo xe cho anh em, mặt kính hai con đẹp không bị chạy xước nha. Lưu ý tất cả những cái cặp kiến bên mình bán là kính đẹp không bị trầy xước nứt vỡ, nhựa phía sau không nứt không hàn, có thể là có một hai vết xước tại vì nó có va chạm, có thể một hai vết xước nó không thể nào len can như mới được nha, nhưng mà nhìn chung chi là vẫn còn đẹp, vẫn còn rất là đẹp nha. Đấy, rất đẹp. Kiến đèn tròn, kiến đèn vuông. Và đối với cái cặp kiến đèn vuông này thì bên mình có hàng len can xà beng luôn, len can xà beng không có một cái chạy xước, hàng trong bịch nhập mới da băng. Đối với kiến đèn vuông thì bên mình có hàng nhập mới da băng nha, len can xé cho bịch ra cực đẹp. Còn với kiến đèn tròn thì không có hàng nhập mới, chỉ có hàng tháo xe thôi, hàng tháo xe còn rất là đẹp thôi. Đây, rất là đẹp. Tất cả bên mình bán đều là hàng tháo xe hết nha anh em. Trước khi anh em mua món nào, các bạn nhắn tin trong Zalo, bên mình sẽ gửi hình ảnh đúng cái sản phẩm mà các bạn sẽ sắp lấy, chứ không phải là cho coi cặp kiến này xong rồi gửi cặp kiến khác. Không, lúc quay thì giới thiệu vậy, nhưng mà cái lúc mà các bạn mua hàng thì mình sẽ gửi hình qua Zalo cho các bạn cái sản phẩm mà các bạn, mình sẽ chỉ ngày cho các bạn gửi sản phẩm đó. Còn nếu có thay đổi thì mình sẽ lại chụp hình khác nha. Nói chung là các bạn sẽ được coi chính xác hình của cái sản phẩm trước khi các bạn mua. Đây, cặp kiến đèn tròn và đèn vuông. Những anh em nào có nhu cầu lắp kiến với hậu cho xe cúp, các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Còn những anh em nào ở xa thì vui lòng chuyển khoản, rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Và lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha, không có giao hàng tận nhà thu tiền, mà các bạn chuyển tiền trước rồi bên mình ship hàng bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Đây, anh em đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cấp hàng ngày nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.